Theo các chuyên gia, trong những tháng còn lại của năm 2024, niềm tin của người mua nhà sẽ có sự cải thiện rõ rệt hơn sau giai đoạn thăm dò và quan sát. Tại Hà Nội, nguồn cung chứng kiến sự tăng trưởng 13% trong quý 3 năm 2024, đạt khoảng 10.580 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ cũng tăng mạnh, đạt trung bình từ 50 đến 55%. Đáng chú ý, cuối năm sẽ là thời điểm luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản đi vào thực tiễn cuộc sống, sẽ từng bước lành mạnh hóa thị trường bất động sản. Nhiều dự án được gỡ vướng về pháp lý sẽ gia tăng mạnh nguồn cung trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, những hiện tượng đẩy giá tạo sóng bất động sản sẽ được ngăn chặn. Giá nhà đất sẽ dần trở lại giá trị thực.